Lần pháp thoại tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông. Loan bài Giáo dục truyền thống Trung Quốc. Tựa đề Chấn hưng Phật giáo. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Ngày 4 tháng Giêng năm 2006 tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông. Kính thưa chư vị đồng học, Phật giáo là giáo dục, nó không phải tôn giáo. Điểm này trong băng nhận thức Phật giáo chúng tôi đã giảng rất rõ ràng. Tôi học Phật, vị thầy đầu tiên nhất dạy tôi là Chương Gia Đại Sư. Lúc đó tôi 26 tuổi, còn Ngài 65 tuổi. Hình như Ngài lớn hơn tôi 39 tuổi. Quyển sách đầu tiên dạy tôi xem là Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí. Hai quyển sách này trong Đại Tạng Kinh đều có. Trước kia chẳng có bản in riêng biệt lưu thông, cho nên chúng tôi phải đến chùa để mượn Tạng Kinh về chép lại. Hai quyển sách này là gì? Là truyện ký của Thích Ca Mâu Ni Phật, là người đời nhà Đường viết. Học Phật trước tiên phải biết Phật là người như thế nào. Nền giáo dục này chúng tôi cảm thấy vô cùng hợp với logic. Chúng tôi đối với Thích Ca Mâu Ni Phật nhận thức đối với Ngài có sự được sự liễu giải với cái tâm cung kính, cái tâm mơ ước ngưỡng mộ mới có thể sanh ra được. Đọc qua hai quyển này đều là truyện ký. Quyển Thích Ca Phổ nói được tỉ mỉ hơn, có đến 10 quyển. Thích Ca Phương Chí có 4 quyển. Chúng tôi mới biết được con người này quả thật là phi thường. Ngài là hoàng tử, nếu không xuất gia thì Ngài sẽ kế thừa ngôi vua. Người thế gian chúng ta là theo đuổi công danh phú quý. Còn người ta công danh phú quý đến điểm tột cùng mà xả bỏ hết, không cần nữa. 19 tuổi rời bỏ gia đình để ra ngoài tham học. Ngài nếm đủ mùi gian khổ. Đến 30 tuổi mới lập nên. Chúng ta nghĩ đến Ngài Khổng Tử Trung Quốc, Khổng Tử 15 tuổi, có chí học hành, đến 30 tuổi thành tựu. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật thì 19 tuổi đi ra ngoài tham học, tìm thầy học đạo. Mất hết 11 năm, đến 30 tuổi thành tựu. Khổng Tử Trung Quốc sau khi thành tựu, thật tại là thường thường nghĩ đến có được một vài chức phận, đem những gì Ngài học được để vì xã hội đại chúng phục vụ. Ngài có ý này. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi thành tựu
Ngài theo đuổi công tác giáo dục. Ngày nay chúng ta gọi là nền giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Cái gì gọi là văn hóa đa nguyên? Đối tượng giảng dạy của Ngài không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Bất kể anh tin đạo nào, chỉ cần anh chịu theo Ngài học thì Ngài sẽ hết sức nhiệt tâm để dạy anh. Từ 30 tuổi bắt đầu, Ngài là 79 tuổi qua đời. Dạy học hết 49 năm. Điều này quý vị biết rất rõ, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Cho nên thời gian giảng dạy của Ngài dài nhất, thành quả cũng thù thắng nhất. Trên thế giới này, tìm không ra người thứ hai cùng Ngài so sánh. Khổng Tử là sau khi Châu Du liệt quốc, chẳng có ai dùng Ngài, vô phương nên mới về nhà để dạy học. Khổng Tử 73 tuổi qua đời, Ngài trở về nhà năm ấy là 68 tuổi, cho nên Khổng Tử của Trung Quốc dạy học chỉ có 5 năm, thời gian không dài. Tuy nhiên, rất có hiệu quả. Tại sao họ giảng dạy có được hiệu quả tốt thế đó? Điều này chúng ta nên nghiên cứu, phải hiểu rõ, chẳng có gì khác vì Ngài làm được. Cho nên trong lúc giảng kinh tôi cũng có nói, thánh nhân, thế nào gọi là thánh nhân? Là họ cái gì cũng làm được cả, nhưng hậu mới dạy người. Sức cảm chiều ấy quá mạnh. Những gì Ngài nói, toàn bộ Ngài đều làm được. Chẳng có một câu nào là hư dối. Chẳng có một câu nào là giả cả. Sau khi nói đến thì làm được, gọi là hiền nhân. Nói đến mà không làm được thì gọi là gạt người. Hiện nay những hạng gạt người rất nhiều. Đây tức là đạo lý những người làm công tác giảng dạy thông thường không sánh bằng họ. Họ quả thật chắc chắn thiết thực đi làm cho bằng được. Từ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, hoàn toàn phù hợp với luân lý đạo đức. Quyết định tìm không ra chỗ sơ hở tơ hào nào cả. Đây là thánh nhân, cho nên chúng ta đối với họ liễu giải. Tôi học Phật lúc đó khẳng định Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu lấy quan niệm của chúng ta hiện nay để định giá trị của Ngài, thì Ngài là một nhà xã hội giáo dục vĩ đại của văn hóa đa nguyên. Chúng ta có thể dùng danh từ này để xưng hô Ngài, vả lại Ngài cũng được chúng ta tôn kính vì Ngài giảng dạy không thu học phí. Làm việc nghĩa vụ, cho nên Ngài là một vị làm công tác nghĩa vụ của xã hội giáo dục văn hóa đa nguyên. Trọn đời không nhận học phí. Ngủ dưới gốc cây, ăn một bữa giữa trưa, sống cuộc sống thanh bần cực khổ. Để giáo hóa chúng sanh. Cho nên chúng ta phải đem nhân vật này nhận thức cho rõ ràng, mới không đến nỗi sanh ra hiểu lầm. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng phải thần, cũng chẳng phải tiên nhân. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Trong Phật Pháp xưng là Phật Đà, xưng là Bồ Tát, xưng là A-La-Hán. Cách xưng hô đó là gì? Đó là một danh hiệu của sự thành tựu của họ. Cũng giống như hiện nay chúng ta học ở trường, trong đại học thì có học sĩ, có thạc sĩ, có bác sĩ, danh xưng của học vị. Trong Phật giáo dục, học vị cao nhất là Phật Đà. Học vị thứ hai là Bồ Tát, thứ ba là A-La-Hán. Cho nên A-La-Hán tương đương như học sĩ. Họ thành tựu đó là gì? Trong kinh điển thiền nói về A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, dịch thành nghĩa tiếng Hoa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A La Hán chỗ thành tựu là chánh giác,
cho nên xưng là A-la-hán, đó là chánh giác. Bồ-Tát thành tựu đó là chánh đẳng chánh giác. Huệ chánh giác hướng lên trên đề thăng một tầng, ngang với Phật. Đương nhiên ngang với Phật mà chẳng phải Phật, cho nên gọi là chánh đẳng chánh giác. Tối cao đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không còn cao hơn nữa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác xưng là Phật Đà, chánh đẳng chánh giác xưng là Bồ Tát, chánh giác xưng là A-la-hán, cũng xưng là Bích Chi Phật, là danh xưng của học vị. Cho nên điều này nhất định phải biết. Lại giống như chúng ta gọi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quán Âm Thế Chí là danh xưng của khoa mục học tập, chẳng phải danh xưng của người. Khoa mục của Quán Âm là Đại Từ Đại Bi. Thế Chí là đại biểu trí tuệ. Cho nên chúng ta thông thường gọi là giải hành. Quán Âm Bồ Tát đại biểu cho hành môn, Đại Thế Chí đại biểu cho giải môn, giải hành tương ứng. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát quá nhiều, chỉ cần là người tu học pháp môn này đều xưng là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên có người hỏi Quán Thế Âm Bồ Tát rốt cuộc là nam hay là nữ vậy? Nam, nữ, già, trẻ, cả thảy đều có. Người tu học khoa mục này nhiều, điều này đều phải biết, không thể mê tín. Cho nên quý vị xem trong Phật môn, danh xưng của rất nhiều vị Bồ Tát khác nhau, khoa mục khác nhau. Đó là đại biểu cho một khoa mục. Muốn chuyên chỉ cho một người nào đó, vì anh phải từ tên gì đó thêm vào danh tánh phía dưới Quán Thế Âm Bồ Tát thì được. Đó là chuyên chỉ định người nào đó, bằng không thì đó là danh xưng chung. Giống như ở trong trường, vị thầy dạy quốc văn đều gọi là thầy quốc văn. Vị thầy quốc văn quá nhiều, thầy dạy toán đều gọi là thầy toán học. Cho nên những danh xưng này phải biết rõ, anh mới biết được trong Phật giáo chẳng có mê tín. Phật giáo đích thật là giáo dục. Vì sau khi được truyền vào Trung Quốc, đây là sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 1.000 năm, Phật giáo truyền đến Trung Quốc. Trong Phật giáo Trung Quốc, Tự viện Tòng Lâm là nhà trường. Thời xưa nó đích thật là nhà trường. Vị phụ trách chủ trì, chúng ta gọi là chủ trì, gọi là phương trưởng. Trên thực tế tại Ấn Độ, danh xưng này gọi là hòa thượng. Cho nên hòa thượng chỉ có một vị. Trong một ngôi chùa chỉ có một vị hòa thượng. Hòa thượng là hiệu trưởng. Hiệu trưởng của trường, thần giáo sư, dịch ra tiếng Hoa là thần giáo sư. Ông thật sự là người phụ trách giảng dạy. Vị hiệu trưởng chưa hẳn là vào lớp dạy, phía dưới ông có giáo viên giúp cho ông dạy. Ông chấp hành chính sách giáo dục, quy hoạch khoa mục hoàn toàn là việc của hiệu trưởng. Giáo sư chỉ có chấp hành mà thôi. Cho nên giáo sư chúng ta thường gọi là pháp sư. Ở Ấn Độ gọi là A-sa-lê. A-sa-lê là giáo viên. Hiện nay chúng ta gọi là giáo thọ. Ở bên trong còn có ba vị có chức vị quan trọng. Đó là chủ quản giáo vụ, chủ quản huấn đạo và tổng vụ. Nhà trường hiện nay chia là như vậy. Nhà Phật cũng vậy, danh xưng của nó khác nhau. Chủ quản giáo vụ gọi là thủ tọa hòa thượng, tức là giáo vụ trưởng, thủ tọa hòa thượng. Còn Vina là huấn đạo trưởng, họ phụ trách huấn đạo. Giám viện, tức là tổng vụ trưởng, chúng ta thói quen gọi là đương gia sự, họ quản lý tổng vụ. Cho nên nếu quý vị xem kỹ lưỡng, nó đích thật là tổ chức của nhà trường, quy phạm của nhà trường.
mà hãng hiện nay đem nó coi thành tôn giáo. Điều này khiến cho chúng ta cảm thấy hết sức là buồn. Nó là nền giáo dục rất tốt mà đem nó biến thành tôn giáo. Đây đều là đệ tử Phật của thời mạt pháp chúng ta không chịu phấn đấu vươn lên, chẳng có thật sự cố gắng học hành, học tập mới nảy sinh nhiều sự hiểu lầm như vậy. Chính mình còn chẳng hiểu rõ thì sao có thể oán trách xã hội đối với chúng ta hiểu lầm chứ? Điều này không thể được. Sự hiểu lầm của họ là có lý, chúng ta có lỗi vì chúng ta không đem nó nói rõ ràng, minh bạch. Về việc chấn hưng Phật giáo, hiện nay Phật giáo đã suy đến cùng cực. Có thể nói nửa thế kỷ gần đây nhất, lại vẫn có thể đẩy về trước 20 năm, 70 năm, thời gian dài như vậy. Rất nhiều người xuất gia, tại gia đều cảm thấy Phật giáo đang suy thoái ở mức độ cao. Đều đang nói làm thế nào đem Phật giáo phục hưng trở lại. Vấn đề phục hưng Phật giáo, cổ đức cũng nói rất hay. Điểm quan trọng nhất, thiết yếu nhất, không hơn giới luật. Cổ đức có nói, giới không còn, Phật cũng không còn, thì Phật biến thành Phật học. Phật học cùng học Phật là hai sự việc. Phật học là đem kinh điển của Phật xem như một môn học thuật để nghiên cứu. Đây là Phật học. Còn học Phật là tôi phải học cùng Thích Ca Mâu Ni Phật một khuôn một mẫu. Đó gọi là học Phật. Cho nên Phật học và Phật học Phật là hai sự việc. Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, giới luật không còn nữa thì ở thế gian này chỉ còn Phật học, học Phật không còn nữa. Lẽ nếu như không còn thì nho không còn. Nho thật sự không còn thì biến thành nho học. Nho học và học nho lại là khác hẳn. Học nho thế nào đây? Anh phải học Khổng Tử, học Mạnh Tử. Anh phải học được bằng họ một khuôn một mẫu là thánh nhân. Cho nên người xưa có câu, đọc thư chí tại thánh hiền. Tại sao phải học hành? Học hành vì tôi muốn làm Khổng Tử, tôi muốn làm Mạnh Tử. Còn người học Phật thì tôi muốn làm Thích Ca Mâu Ni Phật, tôi muốn làm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó gọi là học Phật. Cho nên giới luật không thể không coi trọng. Căn bản của giới luật là sa di luật nghi. Đây là cái gốc của giới luật. Ngày nay đệ tử Phật không thể giữ giới. Là nguyên nhân gì? Bởi vì chưa nhận được cơ sở của nền luân lý giáo dục. Cho nên, người thọ tam quy thì nhiều, nhưng đã quy chưa? Chưa quy. Tam quy, chứ quy là hồi đầu. Họ có hồi đầu chưa? Chưa có hồi đầu. Còn có giới thọ đó là giả, chẳng phải thật, chẳng có một điều nào họ làm được cả. Không những tam quy ngũ giới không làm được, mà ngay cả thập thiện nghiệp cũng không làm được. Thập thiện nghiệp là cơ sở của cơ sở. Ngày nay không luận xuất gia hay tại gia, học Phật là học những gì? Nói cho dễ nghe một tí, đều là làm cái Phật học. Chẳng có một ai thật sự đang học Phật. Phật trong Tạng Kinh nói, bất tiên học tiểu thừa, hậu học đại thừa giả, phi Phật đệ tử. Khi tôi đọc xong đoạn Kinh văn này, cảm động rất sâu. Hiện nay,
không học sa di mà muốn được cụ túc giới, không trì tịnh giới mà muốn khai ngộ, chẳng có đạo lý này, chẳng có như vậy. Đây là điều là cổ đức chỉ dạy cho chúng ta. Sau khi Tịnh Tông học hội được thành lập, chúng tôi có viết một đoạn duyên khởi trong bài duyên khởi này, đề xướng học nhân Tịnh Tông lấy tịnh nghiệp tam phước, lục hòa tam học, lục độ thập nguyện, năm khoa mục này làm hành môn phải tu của chúng ta. Chúng ta phải tu học cách nào? Y theo năm khoa mục này. Năm khoa mục này đề ra đã gần 20 năm rồi. Lúc đó tôi đang ở Mỹ, đang ở Gia Na Đại. Đây là vì nhận lời gửi gắm của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Ngài giao cho tôi, hy vọng tôi trên toàn thế giới, nơi nơi, đều giúp mọi người thành lập Tịnh Tông Học Hội. Danh xưng Tịnh Tông Học Hội này là do Hạ Liên Cư lão cư sĩ đề ra, nhưng tại Trung Quốc chẳng có thành lập. Thì Ngài đã ra đi. Cho nên việc này, học trò của Ngài là lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ thường thường nhớ niệm trong lòng. Lúc đó tại quốc nội, tôn giáo vẫn chưa được khai phóng, cho nên chẳng có cách gì thành lập. Hy vọng tôi ở hải ngoại thành lập trước. Cho nên tôi liền đề ra năm khoa mục này để làm y cứ cho việc tu học của chúng ta. Trong nhiều năm nay, các bạn học Tịnh Tông chúng ta có thành lập thành tựu chăng? Chẳng có thành tựu, hiệu quả y nhiên chẳng có rõ rệt. Cho đến thập thiện ngũ giới cũng không làm được. Duyên cớ bởi lúc thiếu thời, sơ thất cơ sở giáo dục làm người, cũng tức là chẳng có tiếp nhận gia đình giáo dục tốt. Năm xưa, tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bính Nam, biệt hiệu của Ngài là Tuyết Lư. Chúng tôi gọi Ngài là Tuyết Lư Lão Nhân. Ngài dạy chúng tôi đồng mông dưỡng chính, ngũ chủng di quy, dụng ý rất sâu. Nhưng rất tiếc, quyển sách này đã cho chúng tôi để học sinh chúng tôi tự mình đi đọc. Ngài chẳng có giảng qua, tôi mời Ngài giảng lễ ký, đã mời hình như là 5 lần, Ngài mới đáp ứng, giảng cho chúng tôi một biến khúc lễ. Lúc ấy Ngài nói với tôi, Ngài nói giảng đề tài này có ích gì, không làm nổi, có ai theo đó mà làm đâu. Cho nên Ngài rất thẳng thắn, không chịu giảng đề tài này. Thỉnh cầu 5 lần, Ngài mới miễn cưỡng giảng cho một biến. Biến thứ nhất, tánh chất cùng đệ tử quy là hoàn toàn như nhau. Cho nên, những năm gần đây, chúng tôi cực lực đề xướng học tập đệ tử quy, chẳng qua là muốn bổ khuyết môn học này. Môn học này nếu như không bổ túc thì rắc rối sẽ lớn lắm. Suốt một đời này, chúng ta dù tu học cách nào đều không thể thành tựu. Niệm Phật
vãng sanh đều sẽ sanh ra chướng ngại. Cho nên nền giáo dục cơ sở quan trọng hơn tất cả. Chúng ta thật tình phải học theo câu chuyện cửu tổ Ngẫu Công, Ngẫu Ích đại sư, hạ thấp tiêu chuẩn từ đầu học lại. Trong lịch sử Trung Quốc chỉ có một người như vậy. Ngẫu Ích đại sư sau khi thọ giới xong, ngài biết giới luật này là có tiếng không có miếng. Sau khi thọ xong, ngài ở trước mặt Phật Bồ Tát xin thối giới. Thối giới tỳ kheo, giữ giới sa di. Một đời ngài, ngài nói: tôi là Bồ Tát sa di, tỳ kheo không làm nổi. Ngày nay chúng tôi rất phiền, chúng tôi ngay cả sa di cũng không làm nổi. Cho nên chúng tôi phải thối đến tận cùng, từ đầu mà học lại, từ đệ tứ quy, rồi đến thập thiện nghiệp đạo, rồi tam quy ngũ giới, rồi sa di lực nghi, lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta phải học tập như vậy mới có được thành tựu. Một đời này mới chẳng luống qua, nhất định phải thật làm. Lơ đảng cơ sở giáo dục thì tất cả Phật Pháp chắc chắn không thể xây dựng. Nên giáo dục sa di quả là điều kiện tiên quyết của sự trụ thế lâu dài của tất cả Phật Pháp. Mà nền giáo dục sa di cần phải xây dựng trên cơ sở vững chắc của thập thiện nghiệp cùng đệ tử quy. Cho nên có nhiều người hỏi tôi: làm sao tu học? Ngày nay tôi dạy người ta học đệ tử quy, học kinh Vô Lượng Thọ, lão thật niệm Phật, đệ tử quy nhất định phải thực hiện từng chữ từng câu. Toàn bài là 1080 chữ, 3 chữ 1 câu, tổng cộng có đến 360 câu. Đây là cơ sở của nền giáo dục truyền thống 5000 năm của Trung Quốc. Anh không ở chỗ này cắm rễ thì toàn là giả cả. Chỉ có ở chỗ này cắm rễ, nhiên hậu mới có thể tiếp nối Phật Pháp. Cái gốc rễ của Phật Pháp là thập thiện nghiệp đạo. Sa di lực nghi là gốc rễ của việc xuất gia, cơ sở của việc xuất gia học Phật. Còn thập thiện nghiệp đạo là xuất gia tại gia đều phải học. Cái căn bản của căn bản. Căn bản của căn bản lại phải y theo đệ tử quy truyền thống của Trung Quốc. Vì sao? Bởi vì chúng tôi không học tiểu thừa. Trong Phật Tạng Kinh nói rất hay: không trước học tiểu thừa, sau học đại thừa thì không phải là Phật đệ tử. Ngày nay chúng tôi không học tiểu thừa, Phật giáo Trung Quốc không học tiểu thừa, là sau giữa thời kỳ đời Đường thì không cần nữa, không học nữa. Kinh tiểu thừa dịch được rất phong phú. Tại sao không học? Vì Nho và Đạo giáo đã thay thế. Cho nên xưa kia người Trung Quốc học Phật, không luận là tại gia hay tại gia, đều có đệ tứ quy, tức là đều có cơ sở gia giáo. Đệ tứ quy là gia giáo, đều có cơ sở này, đều đọc qua sách của Khổng Mạnh, đều đọc qua sách của Lão Trang. Cho nên có Khổng Mạnh, Lão Trang làm cơ sở, đủ để có thể thay thế tiểu thừa. Đây là Phật giáo Trung Quốc cùng các quốc gia khác chỗ khác biệt nhau. Điều này chúng ta phải biết. Cho nên, nếu không có đệ tứ quy, thì anh không có thập thiện nghiệp.
Tại sao thập thiện nghiệp đạo không làm nổi? Vì không có đệ tứ quy. Nếu như đệ tứ quy làm được rồi, thì thập thiện nghiệp rất dễ dàng. Khi thập thiện nghiệp đã làm được rồi, thì sa di luật nghi không khó. Đây là nói từng cấp một mà hướng lên đề thăng. Học tập phải tuần tự, không thể vượt cấp. Như vậy, anh mới thật sự thấy được tính chất quan trọng của đệ tử quy. Đó là cơ sở của việc làm người. Người không làm được tốt thì làm sao học Phật được? Cho nên trước hết phải từ làm người bắt đầu học. Hiện nay nền tăng già giáo dục vốn nó là nền giáo dục của nhân thiên sư phạm. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn tại thế, Ngài làm cái gương cho chúng ta xem. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Tám chữ này để tặng cho Thích Ca Mâu Ni Phật thì tên phù hợp với thực tế. Ngài quá thật là thế đó. Một tơ hào đều không quá đáng. Hiện nay người xuất gia khó khăn nhiều. Họ phải luôn ghi nhớ sứ mạng thiêng liêng mà Thế Tôn đã để lại. Đó tức là phải giáo hóa tất cả chúng sanh, đồng thời phải đối diện với sự tu hành tăng thượng. Chữ tăng thượng tức là ngày nay chúng ta gọi là tiến bộ, sự thay đổi của căn tánh. Đây gọi là chân chánh tu hành, không ngừng hướng lên đề thăng. Phật Đà dạy người, nếu chẳng có thiện căn thì giúp họ trồng thiện căn, có thiện căn thì đem thiện căn ấy hướng lên trên đề thăng. Còn thiện căn thành thục thì trong đời này nhất định giúp cho họ thành tựu. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Đây tức là trong tứ hào phần thệ nguyện, chỗ gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đồng thời hiện nay lại phải cùng thời đại tương ứng. Sự khó khăn và phức tạp có thể nghĩ mà biết được. Tuy nhiên việc này lại không thể không làm. Khi làm thì khó khăn thật nhiều. Nếu như không thể khắc phục phiền não tập khí của chính mình thì tất nhiên sẽ bị đào thải. Đây là đạo lý nhất định. Có thể thật sự khắc phục được phiền não tập khí của mình, đây tức là trong kinh Phật gọi là thiện căn sâu dày. Thiện căn sâu dày hiện nay phải nhờ vào những gì? Phải nhờ vào bẩm sinh của anh. Thời xưa người có thiện căn sâu dày nhiều, nguyên nhân là gì? Vì họ có cái bẩm sinh này, từ nhỏ được cha mẹ nuôi dưỡng thành, gia giáo giúp cho nó, cho nên nó đã ăn sâu bám rễ. Ở trong xã hội phức tạp này, nó không bị cảm nhiễm, nó không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng, nó có thể thành tựu. Bây giờ thì quá khó khăn, cho dù có thiện căn, nhưng từ nhỏ chẳng được dạy dỗ tốt. Sự dụ hoặc của xã hội hiện nay so với xưa kia tăng gia gấp trăm lần, còn hơn thế nữa. Có được mấy người có thể không bị dụ hoặc? Cho nên hiện nay thành công càng ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, khó khăn thì tỷ lệ đào thải càng cao. Người thành công
thì đó thật là phi thường. Những vị đại đức xưa kia chẳng ai mà chẳng kinh phục. Vì sao? Vì nếu họ đến xã hội ngày nay cũng sẽ bị đào thải thôi. Điều này là khẳng định. Ở xã hội này không bị đào thải vẫn có thể thành tựu. Đây thật sự đáng được chư Phật tán thán. Tổ sư đại đức kính phục. Chúng ta không thể không biết. Lại nữa, do bởi bệnh trạng Phật giáo trường kỳ tích lũy đến nay, cùng với nhân tố lịch sử tạo thành sự mất mát trong việc truyền thừa, càng gia tăng sâu thêm sự mê hoặc cùng bất an cho kẻ xuất gia trên đường tự hành hóa tha. Đây là hiện tượng xảy ra cùng khắp mà của xã hội hiện nay. Làm sao có thể khắc phục? Huống chi hiện nay có chăng ít đệ tử Phật tại gia chủ trì đạo tràng, có như pháp hay không? Như cư sĩ Hạ Liên Cư, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là cư sĩ tại gia chủ trì đạo tràng cũng như pháp, họ thông tông thông giáo, suốt đời họ giảng kinh nói pháp, tự mình tu trì. Quả thật nhiều người xuất gia không thể sánh nổi với họ. Nếu như chính mình chẳng có tu trì, đối với Phật Pháp không thông đạt, nếu chủ trì đạo tràng thì không thể tránh khỏi có lỗi lầm. Nhưng quả ấy tự mình phải chịu lấy trách nhiệm, không ai thay thế được. Hiện nay, chính sách của quốc gia dần dần đang sửa đổi. Đối với tôn giáo, dần dần coi trọng. Đặc biệt, được hơn hết, trong 1-2 năm nay, tỷ lệ sửa đổi rất lớn. Tôn giáo của Trung Quốc cũng có thể hướng về quốc tế. Cho nên năm nay, giữa tháng 4, Cục Quốc gia Tôn giáo chúng ta tổ chức một luận đàn Phật giáo thế giới. Nói đến thế giới, đương nhiên tham dự sẽ có nhiều quốc gia khác nhau, tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau. Đây vẫn là lần đầu tiên. Diệp Cục trưởng cho tôi hay, đây là Trung Quốc chúng ta lần đầu tiên tổ chức hoạt động này. Mục đích là hy vọng có thể quán triệt sự hòa hài của thế giới. Chủ tịch ông Hồ Cẩm Đào đề ra hòa hài xã hội. Trên quốc tế thì ông đề xướng là hòa hài thế giới. Là từ tâm bắt đầu làm. Đây là tuyệt đối chính xác. Chủ đề này vô cùng chính xác. Và lại nói được rất rõ ràng. Từ tâm bắt đầu, tức là tâm tịnh thì quốc độ tịnh, tâm an thì quốc độ an, tâm bình thì thiên hạ thái bình. Đây là chủ đề. Bây giờ chúng ta phải hỏi tâm làm sao được thanh tịnh, tâm làm sao được an định, tâm làm sao được bình đẳng. Vấn đề này lại đến.
Trong Đại Thừa Phật Giáo nói về Bồ Đề Tâm, tức là nói về thanh tịnh bình đẳng. Trên đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác hoàn toàn phù hợp với chủ đề của nó. Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm, đó là quả. Thanh tịnh bình đẳng giác là nhân. Đại Thừa đó là hiện nay gọi là văn hóa đa nguyên, không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, đều là bình đẳng đối xử, hòa mục chung sống, hỗ trợ hợp tác, cộng tồn cộng vinh. Đây nhà Nho gọi là thế giới đại đồng. Nhà Phật gọi là cực lạc thế giới. Từ đâu bắt đầu làm? Tức là ba câu nói ở đây. Đúng vậy, nhất định phải từ thanh tịnh bình đẳng giác hạ thủ. Vậy chúng ta nói thanh tịnh, an định, bình đẳng chẳng dễ đạt được. Trên thế giới này, ai mà chẳng tìm cầu, ai chẳng mơ ước, nhưng ai có được? Tại sao không có được? Phật nói với chúng ta hết sức rõ ràng. Ngàn kinh muôn luận đã lặp đi lặp lại vô số lần, nhưng phiền não tập khí không trừ bỏ được. Ngày nay trên quốc tế, những vấn đề này mọi người đều biết rất nghiêm trọng. Lần này chúng tôi thảo luận ở Colombo. Tại sao khó khăn như vậy? Kỳ thật, tức là không buông được thể diện. Ai nấy đều cần đến thể diện của mình, ai nấy đều không chịu để tư thái của mình thấp hơn một tí, thì sự việc trở nên căng thẳng. Nếu chúng ta đem thể diện buông xuống, chúng ta chịu nhượng bộ kẻ khác, thì sự việc được tức khắc được hóa giải rồi. Thể diện không buông được thì tâm không thanh tịnh, thì tâm không bình đẳng, anh cũng chẳng có được bình an. Cho nên trong mấy năm nay, chúng tôi vẫn đặc biệt đề xướng thành kính, khiêm hòa, chân thành, cung kính, khiêm tốn, hòa mục. Năm ngoái, tôi viếng thăm Tòa Thánh La Mã. Đây là vị bảo lộc đời thứ hai. Tôi bèn đem bốn chữ này tặng cho Ngài, làm một bức hoành tặng cho Giáo Tông. Thành kính khiêm hòa vô cùng quan trọng. Nếu mà bốn chữ này không làm được, vì thì quá khó khăn. Vấn đề hòa hài thế giới chỉ là lý tưởng, không thể thực hiện. Cho nên cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chỉ dạy cho chúng ta hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Cho nên vấn đề hòa hài phải từ tâm bắt đầu làm.
từ chính mình bắt đầu làm, chẳng phải từ bên ngoài, không thể yêu cầu người khác. Từ chỗ nào của mình bắt đầu làm? Trước tiên, phải đem mình đối với người, đối với sự, đối với vật, cái ý niệm đối lập, hóa giải mất. Người khác đối lập với tôi, còn tôi thì không đối lập với họ. Sự vật đối lập với tôi cũng không đối lập với nó. Cái niệm đối lập không còn nữa. Thì tâm anh mới có thể thanh tịnh, mới có thể bình đẳng. Cái niệm hoài nghi không được có. Nghi là cái phiền não rất nặng, tham sân si mạng, phía dưới là nghi, là căn bản phiền não. Chẳng có đối lập, chẳng có hoài nghi, chẳng có mâu thuẫn, chẳng có xung đột. Từ trong nội tâm hóa giải, muốn có được thanh tịnh tâm thì nhất định phải xả bỏ tham sân si. Nói một cách khác, cái thứ nhất, cái quan niệm tự tư ích kỷ phải buông bỏ. Khi có tự tư ích kỷ thì làm sao thanh tịnh được? Anh làm sao bình đẳng được? Khổng Tử, Lão Tử, Thích Ca, quý ngài vĩ đại ở chỗ nào? Tức là chẳng có tự tư ích kỷ. Phật trong kinh dạy cho chúng ta, chúng tôi phải dùng kinh nói hiện nay để nói, họ dạy chúng ta những gì? Điều thứ nhất nói với chúng ta, người thế gian đến thế gian này là vì cái gì? Anh vì sao đến thế gian này? Anh đến để làm gì? Câu trả lời của Phật là bốn chữ, nhân sanh thù nghiệp. Đời quá khứ anh làm những việc tốt, việc thiện thì anh đến để hưởng phước. Đời quá khứ anh làm việc bất thiện thì anh là đến để thọ tội. Thù nghiệp tức là trả nghiệp, là do nghiệp lực đến đây để chịu luân hồi. Một câu nói đã nói toạc ra hết. Người Tây Phương cũng thường khi hỏi, khi cảm thấy rất phiền não, con người đến thế gian này rốt cuộc để làm gì? Cho nên người Tây Phương có bảy sự kiện thường thường hỏi về vấn đề này. Họ nói, con người ngoài nhục thể ra, mục đích của đời người là ở chỗ nào? Vấn đề thứ hai là tôi rốt cuộc là ai? Thứ ba là tại sao tôi ở tại đây? Thứ tư là tương lai tôi phải đi về đâu? Thứ năm là tại sao tôi ở trên thế giới này thọ khổ thọ nạn? Nguyên nhân là gì? Thứ sáu là tôi với người, người với tôi, mối quan hệ chân chính là gì? Một vấn đề sau cùng là chúng ta cùng xã hội đại chúng hỗ tương vận tác ảnh hưởng rất nhiều. Mối quan hệ chung là gì? Chúng ta cùng đại tự nhiên, đại tự nhiên ở xung quanh chúng ta hiển thị ra rất nhiều năng lượng vô phương tưởng tượng nổi. Chúng ta chỗ có tất cả sinh vật trên địa cầu, mối quan hệ chung này lại là gì?
Điều này người ngoại quốc thường hay hoài nghi. Chúng ta có thường nghi đến vấn đề này hay không? Những vấn đề này Phật đáp phúc được tuyệt diệu nhất. Phật dạy khởi nguyên của vũ trụ, khởi nguyên của sinh mạng. Chỉ có bốn chữ, tâm hiền thức biến. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói tám chữ, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tám chữ đã nói rõ ràng, hiện tượng của toàn cái vũ trụ. Một đời này của chúng ta, hiện tượng của cuộc sống ngày thường là gì? Là tự tánh khởi dụng. Trong tự tánh khởi dụng này thì có thiện ác và vô ký. Cho nên nói chúng sanh sống trong thế gian này, anh vì sao đến đây, tương lai anh sẽ đi về đâu, là đời người trả nghiệp. Chỉ rất đơn giản thì đã cùng anh nói rõ rồi. Anh biết rõ đạo lý này rồi, thì anh biết được sinh mạng là vĩnh hằng. Con người là không chết, chỉ là đổi cái thân. Một đời anh tạo được nghiệp tốt, thì đời sau anh đi đến thiên đạo, đổi cái thân tốt. Nếu tạo nghiệp bất thiện, thì có thể biến thành súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Vì là đã đổi cái thân rất kém. Là ai chủ tể đó? Chẳng có ai chủ tể. Tự làm tự chịu. Chẳng có ai chủ tể cả. Đạo hồi cũng có nói đến. Đạo hồi có 6 điều. Trong 6 điều này, có một điều là tin tiền định. Cho nên tôi nói, đạo hồi cũng nói nhân quả 3 đời. Tiền định là gì? Là đời trước của anh đã định. Họ không gọi là thượng đế mà gọi là chân chủ. Chân chủ y theo tiền định sáng tạo vạn vật. Lời này nói rất hay. Tiền định là trong đời quá khứ cái nghiệp anh tạo. Tại sao thượng đế tạo ra anh để anh hưởng phước, tạo ra người kia để người kia thọ tội? Vậy là lòng của thượng đế chẳng phải quá không công bằng rồi sao? Cho nên thượng đế nói y tiền định. Trong đời trước anh tạo thiện, tạo ác. Tạo thiện thì cho anh hưởng phước, tạo ác thì cho anh thọ tội. Lời này nói được rất công bình. Thượng đế rất công bình, chẳng có tự tư, chẳng có tự ngài thích hay không thích. Những đạo lý này trong tôn giáo nói đến. Cho nên trong thời gian giáo học của Phật dài nhất, giáo học của Muhammad chỉ có 20 mấy năm. Còn Phật đến 49 năm, giáo học của Giê-xu 3 năm, thời gian còn ngắn hơn, Ngài là bị người ta hại chết. Cho nên trong lịch sử giống như Thích Ca Mâu Ni Phật cách này rất ít. 49 năm theo đuổi công tác giáo học, dạy và học cùng nâng cao trình độ, cho nên trí tuệ và kinh nghiệm của Ngài vô cùng phong phú. Đây cũng là khoảng 20 năm trước đây, chúng tôi tổng kết cương lĩnh tu học của Đại Thừa Giáo, tức là lúc tôi ở Mỹ viết bộ đối liễn. Chúng ta nên dụng tâm cách nào? Là phải chân thành. Nhất định phải làm như vậy. Kẻ khác đối với ta hư dối, nhưng ta đối với họ chân thành. Vì sao? Vì họ muốn tạo lục đạo luân hồi, còn ta không muốn tạo lục đạo luân hồi nữa. Cho nên không thể lấy hư dối đối đãi với kẻ khác. Chúng ta lấy thanh tịnh. Thanh tịnh tức là quyết chẳng có nhiễm ô. Chúng ta lấy bình đẳng. Bình đẳng quyết chẳng có cao hạ.
Chúng ta lấy giác ngộ là không mê hoặc, lấy từ bi là không có tự tư ích kỷ. Cho nên Phật dạy chúng ta, như phía trước tôi nói với quý vị, hạng người thứ nhất là nhân sinh thù nghiệp, còn hạng người thứ hai là đến để vì chúng sanh phục vụ. Đó là hạng người nào? Là Phật Bồ Tát và người tái lai đến để độ hóa chúng sanh. Chúng ta không gọi là độ hóa, người ta sẽ nói anh là mê tín, là tôn giáo, mà nói vì chúng sanh phục vụ thì mọi người chẳng còn lời gì để nói nữa. Cho nên Phật Bồ Tát thị hiện tái lai là vì chúng sanh để phục vụ. Vì chúng ta thử nghĩ, chúng ta là đến để vì chúng sanh phục vụ hay là đến để thọ nghiệp báo? Đến thế gian này là để thọ nghiệp báo, không sai. Tuy nhiên sau khi chúng ta để học Phật thì có thể chuyển biến. Chuyển biến gì đây? Chuyển biến thành tôi cùng Phật Bồ Tát như nhau. Tôi cũng đến để vì chúng sanh phục vụ. Đem cái tự tư ích kỷ biêu buông xuống. Đem tham sân si mạng buông xuống. Đem danh văn lợi dưỡng buông xuống. Tôi thường nói 16 chữ. Đây là cái chướng ngại của chúng ta. Tự tư ích kỷ, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. 16 chữ này cả thảy đều buông xuống hết rồi. Thì tâm đã thanh tịnh, tâm đã an, tâm đã bình đẳng. Vấn đề hòa hài thế giới mới có hy vọng thực hiện được. Nếu như không từ chỗ này bắt đầu học, thì là quá khó. Đó chỉ là một lý tưởng mà vô phương thực hiện được. Cho nên tất cả đều từ tâm hành bắt đầu làm. Từ gia đình chúng ta bắt đầu làm, gia đình đều bất hòa thì anh làm sao có thể hòa hài xã hội được chứ? Từ xã hội đoàn của chúng ta bắt đầu làm, từ hoàn cảnh chúng ta đang ở, từ xã đoàn bắt đầu làm, nhiên hậu lại dần dần đẩy mạnh rộng ra. Sự việc này cần phải cầu Tam Bảo gia trì, phải cầu Tổ Tông gia trì thì mới có thể làm nổi. Nếu không có Tam Bảo, không có Tổ Tông gia trì thì quả thật rất chẳng dễ. Từ mình phải nhiệt tâm, tự mình phải khiêm tốn, phải tự ti thì việc này mới có thể được tốt. Bây giờ thời gian đã đến, xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.